tiết lộ bí mật thu hút sự giàu có đến với bạn. Nếu bạn muốn trở nên thành công và giàu có, thì đây là một cái việc bạn nhất định phải làm vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Thì các bạn, với cái hành động duy nhất này, thì ngay sáng hôm sau bạn sẽ thu hút đến cho bạn những cái nguồn lực, những quý nhân giúp cho bạn mọi việc được hanh thông, thuận lợi, may mắn và nhiều cơ hội tuyệt vời đến với bạn. Và với cái quy trình này thì Lý cũng đã ứng dụng rất là vi diệu và chia sẻ với các anh chị đang học tập cùng với Lý. Họ đều trải nghiệm, đều có kết quả rất là tuyệt vời. Bạn hãy lấy sổ bút ra và ghi lại và cùng trải nghiệm với Lý nhé. Thời điểm trước khi đi ngủ 30 phút là cái khung giờ vàng mà tiềm thức mở ra một cái cánh cửa và đón nhận tất cả những cái ý niệm, những cái suy nghĩ, những cái hình ảnh của bạn. Vậy cho nên bạn hãy xem, hãy nghe, hãy đọc những cái gì mà nó liên quan đến cái mục tiêu mà bạn mong muốn, kết quả mà bạn muốn đạt được, thành công hay là sự thịnh vượng, thì bạn hãy xem những cái video phong cách sống của những người thành công và giàu có. Bạn xem họ có một cái cuộc sống xa hoa như thế nào, ở trong một cái ngôi nhà như thế nào, họ đi siêu xe ra làm sao. Bạn hãy xem những cái chuyến du lịch của họ và bạn hãy quan sát họ, ngưỡng mộ họ, hãy yêu quý họ và khao khát mình muốn có được cuộc sống giống như họ. Những hành động này nó quá đơn giản đúng không các bạn? Chính vì vậy bạn hãy thực hành liên tục mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, nó sẽ mang lại cho bạn cái kết quả rất tuyệt vời. Đây là những cái hành động đang tưới tẩm cho cái hạt mầm giàu có của bạn đâm chồi nảy lộc. Và ngay sáng ngày hôm sau thì bạn thức dậy trong cái niềm vui hân hoan sung sướng, thì tiềm thức sẽ thu hút đến cho bạn những cái nguồn lực, những cái quý nhân, những điều tuyệt vời đến để giúp cho bạn đạt được cái mục tiêu. Và nếu bạn mong muốn ứng dụng luật hấp dẫn hiệu quả thì hãy tham gia vào nhóm thực hành và ứng dụng luật hấp dẫn để đạt được mọi điều mong muốn. Hãy bấm vào cái đường link bio bên dưới avatar của Lý để vào nhóm học nhiều bí kíp ứng dụng nữa nhé. Xin cảm ơn các anh chị.